Thưa quý vị, mùa khô nắng nóng nguy cơ cháy cao. Cùng với các hoạt động tuyên truyền kiểm tra về phòng cháy chữa cháy đối với các khu dân cư, cơ quan doanh nghiệp, thì ngành chức năng còn quan tâm tăng cường công tác kiểm tra đối với các xe ô tô khách, xe ô tô tải, vận chuyển các loại hàng hóa. Bến xe khách trung tâm thành phố tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng có gần 500 xe khách của các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải đường bộ. Bình quân mỗi ngày vận chuyển gần 2.000 lượt khách đến các tỉnh thành trong cả nước. Để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, công ty cổ phần bến xe Tàu Phà Cần Thơ đã phối hợp với các đơn vị vận tải trang bị phương tiện chữa cháy trên xe, tổ chức tập huấn cho ban điều hành bến và tài xế, đồng thời xây dựng phương án chữa cháy trong các tình huống cháy trên xe, cháy tại bến, cháy tại nhà ga. Tất cả các phương tiện khi ga vào bến lên chuyến hẹn xếp khách đi là từ Cần Thơ là tại bến xe khách trung tâm thành phố Cần Thơ và bến xe khách quận Ô Môn để là hoạt động tất cả các tuyến cố định là trên toàn quốc phải trang bị bình phòng cháy chữa cháy trên xe. Ngoài số lượng xe tại bến thì tại bến xe trung tâm còn có các kho tập kết hàng hóa của các doanh nghiệp vận tải. Tại đây công tác phòng cháy chữa cháy cũng được quan tâm và thực hiện đúng theo các quy định của luật phòng cháy chữa cháy. Tại kho thì công ty cũng trang bị các bình chữa cháy ở các góc cạnh kho và cứ mỗi cách 10 đến 15 mét thì có trang bị 2 bình chữa cháy và có trang bị cái đường nước ở khắp các kho để phòng ngừa khi xảy ra sự cố thì mình xử lý kịp thời. Cùng với kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại bến xe, cảnh sát phòng cháy chữa cháy còn phối hợp với cảnh sát giao thông thành phố và các quận huyện kiểm tra các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường về việc trang bị phương tiện chữa cháy và dụng cụ thoát hiểm. Trên xe đã có trang bị những số vật dụng như bình chữa cháy, búa thoát hiểm này kia thì nói chung là nhân viên là đều biết sử dụng hết để một khi có sự cố xảy ra thì có thể biết cách sử dụng. Từ năm 2022 đến nay, thành phố Cần Thơ chưa xảy ra vụ cháy xe ô tô. Tuy nhiên, với số lượng xe ô tô khách, ô tô tải nhiều thì nguy cơ vẫn còn, cao nhất là đối với những phương tiện có lắp đặt thiết bị nghe nhìn hay máy lạnh trên xe. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức về công tác phòng cháy cháy cho hành khách, cụ thể như khi lên các phương tiện vận chuyển hành khách đối với những phương tiện vận chuyển đường dài, đặc biệt là đối với những cái phương tiện vận chuyển bằng giường nằm thì chúng ta cần đầu tiên là chúng ta phải chú ý về cái lối thoát nạn ở trên phương tiện cũng như là cái xem xét về cái dụng cụ phương tiện để mà phá dỡ, bởi vì trên mỗi phương tiện này đều có trang bị bộ dụng cụ phá dỡ. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền hướng dẫn, kết hợp kiểm tra xử lý các vi phạm về phòng cháy chữa cháy đối với chủ xe ô tô khách, ô tô tải sẽ góp phần kiềm chế thấp nhất số vụ cháy nổ xảy ra trong hoạt động kinh doanh vận tải.